Chào bạn, bài này mình sẽ giới thiệu về công thức và hàm trong Excel. Ở đây mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi vì sẽ có các cái bài chuyên sâu dành riêng cho công thức và hàm. Phần đầu tiên là các phép tính đơn giản như là cộng, trừ, nhân, chia. Trước tiên mình sẽ phải nhập dữ liệu cho nó trước. Ở ô A1 mình nhập là 1, ô A2 là 2 và bây giờ ô A3 mình sẽ ghi công thức tính cho nó tính A1 cộng cho A2. Thì đầu tiên là bạn gõ vào dấu bằng để mở cái phép tính. Sau đó bạn ghi A1 cộng A2 hoặc là bạn chọn con chuột lên A1 nè, rồi gõ dấu cộng bấm vào A2. Thì bạn thấy ở đây công thức là A1 cộng A2, bạn bấm Enter. Ở đây nó sẽ cho kết quả là 3. 1 cộng 2 là 3. Bây giờ mình sẽ thay đổi dữ liệu cho nó. Mình giữ nguyên công thức, mình chỉ thay đổi dữ liệu thôi. Ở ô A1 thay vì 1 mình sửa đây là 2, bấm Enter. Thì bạn thấy là ô công thức A1 cộng A2 tự động nó sẽ cộng lên là 4. Bây giờ ở ô B3 mình sẽ nhập vào phép trừ, dấu bằng A1 trừ A2 bằng 0, 2 trừ 2 là bằng 0. Bây giờ ở ô C3 mình nhập là dấu bằng A1 nhân cho A2. Dấu nhân sẽ là dấu hoa thị. 2 x 2 là bằng 4. Rồi bây giờ ở ô D3 mình nhập phép chia dấu bằng A1 chia cho A2. Phép chia sẽ là cái dấu xuyệt. Bấm Enter. Không, 2 chia 2 là bằng 1. Rồi bây giờ đến phần số 2 là thay đổi công thức. Bây giờ bạn đã nhập cái công thức vào rồi mà bạn muốn thay đổi. Thì một là bạn chọn vào nó, rồi bạn thay đổi ở trên thanh công thức ở trên này. Hai là bạn nhấp đôi vào rồi bạn sửa luôn. Đây mình nhấp đôi vào. Bây giờ A1 cộng A2, mình sửa đây là A1 trừ A2. Xóa dấu cộng đi và nhập vào dấu trừ, bấm Enter. Thì như vậy là đổi công thức được. 2 trừ 2 bằng 0 như bạn thấy trên đây thay đổi. Bây giờ đến phần số 3 là các phép tính được ưu tiên. Đầu tiên là mình xóa hết mấy công thức này đi nha. Và nhập thêm dữ liệu cho nó, ở đây nhập là 4 đi. Rồi mình sẽ thực hiện phép tính ở ô A4. Thì cũng giống như trong toán học thôi, nhân chia trước cộng trừ sau. Nhân chia sẽ được ưu tiên. Bây giờ mình sẽ nhập vào là A1 nhân cho A2 cộng với A3. Bạn ghi dấu bằng. Chọn là A1 rồi nhân cho A2 cộng với A3. Đây công thức rõ ràng, bấm enter. Thì bạn sẽ thấy nó là bằng 8. A1 nhân A2 là 4 rồi, còn 4 nó là 8. Thì bạn thấy là nó sẽ nhân trước rồi nó mới cộng. Bây giờ ở ô B4 mình sẽ nhập lại công thức đó bằng A1 nhân cho A2 cộng cho A3. Nhưng mà ở đây mình sẽ mở đóng ngoặc cho A2 với A3. Mở ngoặc, đóng ngoặc. Ở trong ngoặc sẽ được ưu tiên tính trước. Thì ở đây nó sẽ lấy A2 cộng với A3 xong lấy nguyên chùm này nhân cho A1. Thì bạn bấm Enter thì bạn sẽ thấy A2 cộng A3 là 2 cộng 4 là 6. 6 nhân cho 2 A1 nè là 12. Bây giờ đến phần số 4. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách copy và dán công thức. Giờ mình xóa ô B4 đi. Ở đây ô A4 mình đã có sẵn công thức là A1 nhân A2 cộng với A3. Bây giờ mình sẽ copy cái công thức này dán vào ô B4 thì bạn bấm copy và dán bình thường thôi. Nhấp chuột phải chọn copy, rồi nhấp chuột phải chọn paste. Thì bạn thấy nó ra kết quả bằng 0 và bạn nhìn lên trên thanh công thức nó sẽ ghi là B1 nhân B2 cộng B3 là bởi vì nó tự điều chỉnh công thức. Ở đây là A1, ở đây là toàn là A0. Thì khi copy qua đây nó sẽ tự động nó chuyển thành B. Bây giờ copy lại A luôn nè. Nhưng mà dán vô C thì bạn thấy công thức nó tự chuyển ra là C1, C2, C3. Để dán giống như vậy thì có cái cách khác là bạn kéo nó qua luôn. Bạn chọn lên nó ha. Ở đây có cái ô vuông ở bên dưới nè. Bạn duyên chuột lên. Bạn nhấp giữ rồi bạn kéo qua. Thả chuột ra. Thì bạn thấy là nó sẽ dán cái công thức qua. Nó sửa lại là B hết. Tiếp theo đến phần số 5 là cách chèn một hàm vào bản tính. Hàm là một cái khối lệnh được lập trình sẵn để thực hiện một cái chức năng nào đó. Ví dụ như là tính tổng hay là đếm có điều kiện, vân vân. Thì ở trong Excel á, nó đã có sẵn rất nhiều cái hàm thông dụng. Nhưng mà tùy theo công việc, bạn có thể tự lập trình ra các cái hàm của riêng bạn. Ví dụ như là hàm đổi số thành chữ đó là cái hàm đó mình phải lập trình ra rồi mình mới bỏ nó vào được thì những cái hàm này là nó rất là quan trọng và bạn sẽ sử dụng trong công việc rất là nhiều và khi mà bạn dùng nhiều thì bạn sẽ tự bạn nhớ tên các cái hàm đó bây giờ mới đầu thì bạn không nhớ được nhưng mà không sao hết bạn không cần phải học thuộc cái gì hết Tại vì nếu cần cái hàm nào á, thì bạn chỉ cần mở cái bảng Insert Function ra rồi bạn tìm ở trong đó thôi. Thì để mở cái bảng đó thì bạn hãy bấm vào đây. Ở đây nó có cái biểu tượng là FX. Bạn chỉ con chuột vô nó sẽ hiện lên là, là Insert Function. Ở đầu cái thanh công thức nè. Bạn bấm vào đó. Thì đây chính là cái bảng Insert Function. Ở bên dưới này là danh sách của tất cả các hàm mà được sử dụng nhiều nhất. Ở đây nè bạn thấy bạn có thể sổ cái danh sách này xuống, nó có rất nhiều cái phần trong này. Ví dụ như bạn chọn cái mục O là nó sẽ hiện ra tất cả các cái hàm ở trong Excel luôn. Rất là nhiều. Đây rất là nhiều. Bạn cũng có thể chọn các cái chuyên mục, ví dụ như là tài chính nè, rồi thời gian, rồi thống kê, tìm kiếm gì đó. Cơ sở dữ liệu vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi rồi mình làm một cái ví dụ cho bạn coi. Mình xóa hết các cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu trước cho nó. Bây giờ mình nhập đại là mấy con số gì đó đi. Rồi ví dụ như mình có cái bảng như thế này. Bây giờ mình sẽ muốn nhập cái hàm nó vào cái ô đại ô này đây là ô F6. Rồi bạn chọn vào cái ô xong rồi bạn mở cái bảng Insert Function lên. Ở đây mình sẽ tìm cho nó cái hàm là hàm hàm đếm đi, hàm count. Nó sẽ nằm ở trong cái mục thống kê, các cái hàm đếm nằm trong mục thống kê. Ở đây, kéo xuống tìm hàm cao ở đây nó có hàm cao nè rồi cao ít nè tức là đếm mà có điều kiện Bây giờ mình chọn cái hàm này đi đếm có điều kiện bạn bấm ok nó sẽ hiện ra cái bảng này ở cái mục range thì nó bắt mình phải chọn một cái vùng dữ liệu để mà nó dò ở đây mình chọn cái vùng là từ A1 cho đến D3 bạn nhấp giữ chuột rồi khô chọn cái vùng cho nó thôi ta chuột ra nha ở đây là a 1 cho đến d 3 ở dưới đây là nó bắt mình nhập cái điều kiện để tìm ví dụ như mình tìm những cái số nào là số 5 gọi số 5 vào thì bạn thấy là ở đây nó hiện ra kết quả cho bạn coi trước luôn là chỉ có một số 5 thôi trong bảng này chỉ có một số 5 thôi nè bây giờ mình tìm những cái số nào lớn hơn 5 nhập cái dấu lớn hơn ở đây nó không tính ra nhưng mà mình bấm OK thì nó sẽ tìm ra được. Lớn hơn 5 thì ở đây có mấy số nè, số 6, số 8, số 7. Bây giờ bấm OK. Nó sẽ đếm mình là có 3 số nè. Ở đây nè, có số 6 nè, số 7, số 8. Nó không tính số 5 tại vì mình tìm là lớn hơn 5. Bây giờ muốn nó tính luôn số 5 thì mình phải tìm là lớn hơn hoặc bằng 5. Thì mình nhấp đôi vào đây để mình sửa công thức cho nó. Ở đây lớn hơn hoặc bằng thì gõ thêm dấu bằng ở giữa nữa là lớn hơn hoặc là bằng 5 Enter. Nó sẽ đếm thêm số 5 nữa là 4 Thì bạn có thể nhập cái dấu bằng này ngay tại cái bước kia cũng được Tại vì mình không muốn mở ra lại Thì đây chính là cái tên của cái hàm này Thì khi mà bạn làm nhiều thì bạn sẽ nhớ những cái tên này thường thì gõ không chứ ít khi nào phải mở cái bảng fx này ra lắm trừ khi những cái hàm quá ít sử dụng thì mới mở ra để mà tìm thôi rồi bây giờ mình sẽ xóa cái ô này đi ví dụ bình thường khi mà bạn đã thuộc công thức thì bạn nhập như vậy nè ghi dấu bằng và nhập cái tên hàm vô cao F. nè bạn thấy là ở đây nó sẽ hiện ra các cái gợi ý nè mở ngoặt ra chọn cái vùng cho nó ở đây bạn thấy là có range với lại uh, criteria nè giống như là trong cái bảng hồi nãy vậy đó. ở đây nó sẽ kêu mình chọn cái vùng trước mình khoa chọn nè a 1 cho đến d 3 rồi phẩy một cái y chang như nó luôn phẩy một cái cách ra rồi mở ngoặt rồi bạn nhập cái điều kiện vô nhỏ hơn năm đi nhỏ hơn năm đóng cái ngoặt kép lại đóng cái ngoặt tròn lại đóng cũng được không đóng cũng được nó vẫn hiểu bấm enter ở đây nó sẽ dò ra được 8 cái số nhỏ hơn 5 nó đếm nha trong hơi tính tổng nha 8 số nhỏ hơn 5 bây giờ tính tổng nè tính tổng ở đây đi nhập cho bằng ghi sum hàm sum này là mình đã sử dụng trong các cái video trước này có sum tính tổng hoặc là sum if tức là tính tổng có điều kiện rồi hoặc là tính tổng có nhiều điều kiện bây giờ sum sum if luôn đi cho nó mới bóng mặt ra, khô chọn cái vùng cho nó. Sau đó phẩy một cái cách ra nhập cho nó cái điều kiện là tính tổng của những cái số nhỏ hơn 5, tức là số nào nhỏ hơn 5 thì nó tự gom nó cộng lại hết. Đóng mặt, bấm enter. Nó gom nó tính những cái số nào nhỏ hơn 5 xong rồi nó cộng mấy cái số lại với nhau thì ra được 19. Rồi bài học này đến đây là kết thúc. Sau này chúng ta sẽ có những cái phần chuyên sâu dành riêng cho công thức và hàm. Trước khi đến những bài đó, bạn hãy xem các video tiếp theo hướng dẫn về nhập dữ liệu và định dạng dữ liệu trong Excel. Trong đó cũng bao gồm các thủ thuật giúp cho bạn rút ngắn thời gian làm việc. Bạn hãy bấm like và đăng ký kênh này để nhận những video mới nhất. Cảm ơn bạn, chào bạn.